Hi, Ruby chào cả nhà nha. Thì hôm nay 26 Tết rồi cả nhà. Hôm bữa Ruby cũng đang làm cái clip nó lỡ dở về cái trại đó cả nhà. Hôm bữa mình dọn dẹp rồi mà chờ đèn về nha. Thì hôm nay đèn nó về rồi thì bây giờ mình sẽ trang trí đèn và mình làm cái món gì đó nho nhỏ để mà mình tất niên cái trại luôn nha. Thì cái trại này gắn bó với Ruby cũng vài tháng rồi cả nhà. Nhờ nó mà quay được cũng rất nhiều clip. Tại vì dịch bệnh không có đi đâu được cho nên là nhờ nó mà cũng quay được cũng khá nhiều clip nha cả nhà. Hai, Ruby chào cả nhà và tất cả các bạn nha. Thì Tết cũng gần đến rồi cả nhà. Hôm nay Ruby ra cái chòi thăm lại cái chòi nha cả nhà. Cũng sửa sang lại cho nó để ăn Tết luôn nha. Năm mới Ruby chúc cả nhà và tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe nha cả nhà. Mấy hôm giờ Ruby bận quá không có lên. Rồi ông cậu ở trên này ông đang tre ông làm lại mấy cái cửa nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ lên cột lại những cái thanh này đây. Những mấy này kẽm nó mục hết rồi cả nhà. Đó, kẽm nó mục hết rồi nè. Giờ mình sẽ dùng kẽm này. Mình sẽ dùng mấy cái dây kẽm này mình cột lại nha cả nhà. Cái gì Ruby trang trí xong rồi Ruby sẽ quay cho cả nhà cùng xem ha. Nước suối thì nó cũng cạn rồi cả nhà. Nó cũng gần hết nước rồi cả nhà. Lá nó rụng đầy hết. Xong hết rồi cả nhà, còn mình chờ cái dàn đèn về để mình bắt lên ha. Chào cả nhà nha. Đây thì một ký ốc móng tay nè cả nhà. Con nào cũng lấy mập mập to. Rất là to ha. Cái này hôm nay mình sẽ xuất me nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vô mình hấp sơ rồi mình ra mình làm sạch cái ruột nha. Nước nó nóng rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho ốc mình vô nha. Nó vừa sôi lên chín sơ sơ thôi nha cả nhà, là mình nhấc xuống nha. Sẽ cho vô đây me nha cả nhà. Mình cho nước sôi vô nha, mình ngâm. Ngâm cho me nó tan ra nha. Giờ mình sẽ pha nước chấm nha cả nhà. Mình sẽ cho một muỗng nước lọc nha. Hai muỗng nước mắm nha cả nhà. Ai ăn cay nhiều thì cho ớt nhiều nha. Tỏi nha cả nhà. Cắt miếng chanh rồi mình nặn vô rồi mình khuấy lên ha. Đây nha cả nhà. Một ký mình làm ra được bao nhiêu đây nè. Đó, mình cắt mình rửa sạch sẽ cái bụng của nó nha. Đây nè. Cắt ra sạch sẽ gì nha cả nhà.
Còn đây là cái vỏ, tí nữa mình sẽ trang trí nha cả nhà. Đây cái chảo ha. Bên này là gồm chén me nè, chén nước chấm nè cả nhà. Cái này tỏi càng nhiều càng tốt nha cả nhà, tỏi ớt ha. Còn cái dĩa này tí nữa mình được coi nha. Còn đây muối, đường, bột ngọt ha, nước mắm, dầu ăn, tương ớt ha, đủ các loại nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt tay vô mình làm nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ bật bếp ga lên. Ok, cho vô ăn vô nha cả nhà. Rồi, nó sôi thì mình cho tỏi với ớt vô luôn nha. Vậy là được rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt mềm vô nha, cho hết luôn. Đây là chảo nước sốt me nha. Hồi nãy mình quên bấm quay cái lúc bỏ gia vị thì gồm 2 muỗng nước mắm và 3 muỗng đường nha cả nhà. Rồi nó sệt lại gì là được rồi nha cả nhà. Bây giờ mình cho ốc vô nha. Con này cũng lấy mặt vui luôn á. Đó, một chảo luôn nha. Sáng nha cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Quá đẹp luôn. Giờ mình sẽ deco những cái vỏ ốc lên đây nha cả nhà. Trang trí cho nó đẹp nha. Đây ốc mình vớt ra nha cả nhà, để nó teo hết tại vì nó ra nước đó cả nhà, cho nên là mình sẽ cho cái này nó sệt lại nha. Còn cái con ốc mình lấy ra nha cả nhà, tại vì nó teo quá cả nhà, nó teo nước lại đó. Nó ra nước rồi cả nhà, nước quá trời. Giờ mình sẽ lấy cái này mình trang trí rồi, cái đó nó keo lại rồi mình sẽ chế lên cho nó đẹp nha. Đây là dĩa ốc móng tay của mình nha. Ốc móng tay xà me nha cả nhà. Ruby với ông cậu chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình làm cái tiệc nhỏ nhỏ mình tất niên cho cái chòi nha cả nhà. Cả nhà cùng đón xem và ủng hộ cho Ruby nha. Cuối năm Ruby cũng chúc cho tất cả các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống nha cả nhà. Bây giờ thì Ruby mời cả nhà một miếng nha. Đây là con ốc móng tay cả nhà. Cái này con ốc móng tay. Mình xào me nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngon cả nhà. Chúc mừng năm mới nha. Đẹp không cả nhà. Mời cả nhà một ly bia Tết nha cả nhà. Cả nhà miếng ốc nha cả nhà. Đây. Cái này đi. Đó, rất là ngon luôn nha. Chấm nước chấm nha cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Mời cả nhà nha.
cũng hơi dài rồi cả nhà. Chắc Ruby xin tạm dừng cái clip ở đây nha. Thì cuối năm Ruby chúc cả nhà năm mới được vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình thôi cả nhà. Nói chung thì tất nhiên chỗ lá của mình tới đây xin tạm dừng nha. Cả nhà cảm thấy yêu thích thì hãy cho Ruby một like và một chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh cho Ruby nha cả nhà. Giờ Ruby dẫn cậu xin tạm biệt cả nhà nha. Bye. Happy New Year nha. Hoa không phải sắc tươi, làm em chờ về áo mới, chạy đúng tháng vui pháo hoa.